đừng y ùn ở trong trường học. Vâng, đó là nội dung video của chúng ta ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đã tới với một cái thể loại game mobi khá là kỳ dị mà mình vừa mới tìm được ở trong Dodoc. Nói về vấn đề y đùn trong trường học. Nếu mà y đùn trong trường học là anh em sẽ kiểu... Đấy, một trò chơi rất là bổ ích. Nói chung là không nên xem khi ăn cơm anh em nhá. Bắt đầu luôn thôi nào. Vào đây. Hiện tại thì đây chính là mình. Đấy, kiểu đang ngồi trong lớp kiểu giơ tay lên bảng, hiểu không? Hôm nay là chúng ta lấy điểm 10. Tối qua là có học thuộc kiểm tra miệng rồi đấy. Hôm nay là tự nhiên là phấn đấu. Nhưng mà... đấy, khổ quá, cái cặp ở dưới thậm chí nó cũng ngửi thấy cái mùi. Cái cặp mà mình mang theo nó cũng ngửi thấy mùi anh em ạ. Đấy, thế là mặt tự nhiên đần thối ra. Cô giáo là bắt đầu thấy tự nhiên thằng này sao giơ tay lên bảng mà có mùi gì thế nhỉ. Thế là mình đây, đang nhìn ra cửa để chuẩn bị tẩu thoát khỏi lớp này. Đấy, 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 chạy khỏi lớp luôn. Úi dồi, bắt làm sao được. Cô bắt làm sao được em. Cô giáo đang định kiểm tra xem quần của mình có gì không để báo cáo với phụ huynh. Thì rất tiếc, mình đã đi trước cô giáo một bước. Nhưng mà trường này có vẻ không ổn nha. Trường này có một thanh niên trùm trường đầu gấu gì đó này chặn ở đây này. Bây giờ chúng ta cần phải vào phòng vệ sinh. Nhưng mà có một thằng nó chặn ở đấy rồi. Ôi sao đông này. Mấy anh bạn này cũng bị đùn, cũng bị đuổi ra khỏi lớp này hay sao? Ui rồi, té nhanh, không cô giáo bắt được bây giờ. Ui, phía dưới sàn khá nhiều nước anh em ạ. Nước ở đâu chảy lắm thế này. Mình vừa nhặt được một cuộn giấy vệ sinh gì đó, nhưng mà chắc không đủ đâu. Hiện tại thì chúng ta đang bị Tào Tháo đuổi rồi nha. Ui. What the hell? Trường học kiểu gì có cả lở đất là động đất lava. Trường học này đúng kiểu trường học tận thế rồi anh em ạ. Và chúng ta đã chạy tới phòng vệ sinh. Đây, có thằng trùm trường nó chặn ở đây rồi. Giờ sao mà vào đây? Ừ, mặt cái thằng này trông này. Mặt đầy mụn ạ. Thằng này còn bẩn hơn cả y đùn nữa. Rồi quỳ xuống van xin và cho em đi vệ sinh với đại ca ơi. Em đã y đùn thì chớ, mót vệ sinh thì chớ, đại ca lại chặn cửa là thế nào? Kiểu này nó không cho vào anh em ạ. Thế là phải chạy đường khác rồi. Chúng ta sẽ phải chạy đường bên này nha. Ui sao lại có cái gì đấy? Mót vệ sinh quá xong hoa mắt luôn, tưởng tượng có cả cái ống thông cống ở đây. Vãi cả trưởng game ạ. Rồi 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 rồi. Nhanh nào nhanh nào. Tầm này không vào được phòng vệ sinh trường học chắc là phải về nhà để đi y anh em ạ. Ồ. Rồi rồi, nhảy qua luôn. Ừ. Cái gì đây? What the hell? Sao lại có quái vật shit ở đây? Quái vật có mắt có mồm luôn anh em ạ. Hình như giống như kiểu mình vừa chạy mình vừa ị ra ấy. Đấy, vai trưởng ạ. Hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ không bị con quái vật đó đuổi nhỉ. Nói chung là chúng ta có một siêu năng lực đặc biệt, đó chính là ị ra những cái con quái vật shit có mắt có mũi và biết đi. Ôi rồi. Đây, một bãi phân khổng lồ và có một số thanh niên yêu tinh hay quỷ gì này. Và đang ăn game bậy vãi cả trường á. Vãi cả ăn à? Ăn thật đấy à? Không biết phải nói gì trường hợp này anh em ơi. Rồi là giờ làm gì? Giờ nhảy vào đây à? What the? Giờ nhảy vào đây hay là gì? Chắc không phải đâu nhỉ? Không biết đống này là của thằng nào nha anh em. Đống này chắc chắn không phải của mình. Đống đấy là của thằng nào ấy. À đây đây, đi đường này anh em ơi. Không phải đi đường đấy nha, đi đường này. Đường phía bên này là có cửa mở này. Vừa chạy vừa né né này ra nha. Hình như học sinh ở trường này đều ị đùn hết hay sao ấy. Không phải mình đâu anh em ạ. Học sinh trường này nói chung là chắc chắn là do đồ ăn của trường là hơi có gì đấy là ngộ độc này. Rồi, giấy vệ sinh lăn khắp nơi. Làm sao mà đuổi được. Xung quanh toàn giấy vệ sinh với cả phân thôi gọi tạm là phân bón đi. Học sinh ở trường này nói chung là bị Tào Tháo đuổi hết rồi. Xung quanh toàn là một cái cánh quạt gì đó anh em ơi. What the hell. Ôi, nó thổi mình xuống anh em ạ. Đấy đấy, nó thổi xuống này. Vãi ở game. Game OB mà đầu tư cả cinematic các thứ như phim ấy nhỉ. Animation các kiểu. Rồi. Và chúng ta rất hiên ngang đi ra ngoài. Kiểu như là đã trốn thoát khỏi cái ngôi trường này rồi. Hiên ngang đi ra ngoài. Nhưng rồi làm sao đây. Rồi giờ chạy tập thể dục luôn. Đấy, trường cái kiểu gì toàn phân bón ở phía dưới này. Ôi rồi. Mấy thanh niên này say nắng à? Rồi nhảy lên đó, mấy thanh niên luôn. Nhảy lên luôn, ok. Và tiếp theo chúng ta chơi luôn, thậm chí là chơi bập bênh luôn này. Chơi cầu trượt luôn, Phải tìm mọi cách để bóc cua ra khỏi ngôi trường này anh em ạ. Ủa mấy thằng này chơi bầu dục à? Vận động viên bóng bầu dục này. Trường này căng nhờ. Nào nào, né hết đường thế nào. Tôi đang mót vệ sinh. Tôi cần phải về nhà. Mấy anh bạn này là cứ từ từ nào. Rồi anh bạn này né ra. Trời ơi. Mấy thằng này nó đang chơi bóng bầu dục anh em ạ. Mình đang chạy vào giữa sân của bọn nó. Đấy. Ồ. Ok, bây giờ phải né cái thằng đen đen này. Đi sau nó nha.
Rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi ngôi trường này. Tuyệt vời. Ui dồi ôi, trường cái kiểu gì nó trông này. Đây phải là phân của khủng long. Trời đất, vai cả quả phân này chắc chắn không phải của mình nha anh em. Mình mới chỉ đang mót thôi, mới chỉ ra vài cục nhỏ nhỏ thôi. Còn đây chắc chắn là phải của khủng long hay titan gì đó này. Trường này đúng điên thật, như nhà vệ sinh công cộng vậy. Rồi chúng ta té khỏi đây luôn. Ừ, hey, đừng bảo là cả thành phố này là toàn mấy cái phân này nha. Ok, chúng ta đã tìm thấy phòng vệ sinh. Đây rồi. Chúng ta ui nhảy. Vui vẻ, kiểu vui vẻ tìm thấy phòng vệ sinh. Cuối cùng cũng được giải quyết nỗi buồn. Thì một cái ô tô trên trời rơi xuống phá luôn cái phòng vệ sinh. Và chúng ta tìm cách là đi vào phòng gym. Khổ, đi mãi không xong anh em ạ. Mãi chưa giải quyết được nỗi buồn anh em ạ. Rồi, phòng này là cũng có mấy thanh niên đang tập thể dục này. Bóng rổ hay gì đó này. Không được chạm vào quả bóng nha anh em. Né, né. À, game này anh em nhìn này, có một cái độ bóng nhất định ở sàn nhà này. Game đẹp nha, game này đầu tư đẹp ấy. Ok. Trời ơi. Gì mà cả trường có mỗi một cái phòng vệ sinh thì bị thằng chùm trường nó canh ở đấy anh em ạ. Bây giờ đi phải đi khắp nơi tìm phòng vệ sinh. Đấy. Nếu mà không nhanh là... Trường học này nói chung là môn học thể dục thể thao. Ui, thầy giáo to thế nhỉ. Bay cả quả thầy giáo kìa. Sumo à. Rồi bay lên cả ống thông gió để tìm phòng nhà vệ sinh rồi. Nói chung là rất nghị lực anh em nhá. Nhân vật của chúng ta rất nghị lực. Ok, phòng cửa này không đi được này. Cửa này có một cánh quạt nó sẽ thổi chúng ta. Đây, chúng ta phải núp vào cái này. Đó. Để nó không thổi chúng ta bay xuống đất. Ui, ui, từ từ từ. Đây, đây, chạy. Nhanh. Làm sao mà thổi được. Ấy à. Đấy, đi mấy tường này nó sẽ không thổi chúng ta xuống dưới nha. Thổi xuống dưới là đi luôn đấy. Ok. Đơn giản ngay. Ngôi trường này đúng kiểu ngôi trường bất ổn anh em ơi. Ô, cờ gì này. Hình như nãy giờ mình chưa nhặt cái cờ này hay sao ấy đúng không. Ui, cái gì đây. Thầy giáo hóa điên à. Thầy giáo này chắc là cũng mất đi này. Trời ơi. Thầy giáo này mắt đỏ lắm rồi. Úi dồi ôi. Thầy giáo là mất đi quá, nhảy từ tầng 1 lên tầng 2 để chiếm cái phòng vệ sinh luôn. Và bây giờ chúng ta lại bị chiếm phòng vệ sinh. Vâng. Có mỗi cái phòng vệ sinh ở trong phòng tập thể dục. Úi dồi ôi, do trông quả thầy giáo này. Thầy giáo ị cái gì mà mùi sang cả phòng vệ sinh nữ luôn thế này. Trời ơi. Thầy giáo này nói chung là hơi quái vật anh em ạ. Bây giờ chúng ta lại phải tiếp tục đi tìm kiếm phòng vệ sinh khác. Vãi cả trưởng ạ. Hành trình đi tìm phòng vệ sinh. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình đã chui vào đường ống thông gió rồi. Liệu chúng ta có thể tìm được phòng vệ sinh và giải quyết được nỗi buồn hay không? Trời ơi. Rơi ngay vào xò rác. Ui bà nào kia, sao bà nào cầm dao kia. Phòng này cũng rất mùi anh em ạ. Ui rồi, phòng bếp à, phòng bếp của trường à. Phòng bếp của trường cũng toàn tràn ngập trong phân bón rồi anh em ơi. Vãi cả game. Game này đúng kiểu thế giới phân bón à. Chúng ta đã đi được lên trần nhà và thậm chí có một số cái xúc tu bạch tuộc gì đó ở đây. What? Đây, có một cái phòng vệ sinh nữa ở phía trong phòng này này. Hy vọng là phòng vệ sinh này sẽ yên ổn để chúng ta có thể đi được nha. Cố lên nào, sắp được đi vệ sinh rồi. Sắp giải quyết được nỗi buồn rồi, cố lên. Nhịn một tí nữa thôi. Cũng lắm ra vài cục thôi. Ui, bạch tuộc cái Kraken gì đây. Quái vật trong trường anh em ạ. Rồi. Ai ra. Chạm vào cái đấy là chết luôn đấy. Phía dưới là phun mùi rồi anh em ạ. Mùi nó tràn khắp nơi rồi. Tầm này là nhặt giấy vệ sinh cũng không ăn thua nữa anh em ơi. Đây, nhặt quả giấy vệ sinh này. Có thể giấy vệ sinh nó sẽ giúp chúng ta cầm cự. Đấy, vừa chạy vừa chùi. Ok. Rồi đi đâu ra. Ôi rồi và nhảy sang đây đúng không? Ui, vãi trưởng ấy. Đây. Đó, sang đường này. Ok. Game đẹp phết anh em ạ. Game này mặc dù nó hơi bẩn tưởi một tí nhưng mà đồ họa đánh giá là đẹp nha. À, đây chính là phòng bếp của trường. Và chúng ta đang trong quá trình tìm phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh ở trong phòng bếp này. Ok. Rất nhiều những cái cạm bẫy. Cái gì đây? Cái tím. Ui, bạch tuộc. Vãi cả bạch tuộc. Phòng bếp này nuôi cả bạch tuộc. Rồi. Đây rồi, phòng vệ sinh đây rồi. Liệu chúng ta có thể được đi vệ sinh? Không được rồi. Trời ơi. Lại không được đi vệ sinh ở trong phòng này rồi. Ba cái phòng vệ sinh, 3 hay 4 gì đó rồi. Vâng. Quá khổ sở anh em ạ.
hành trình đi tìm phòng vệ sinh. Rồi sao? Một thứ gì đó chắc là từ con bạch tuộc này nó bắn ra và nó chặn cửa mình luôn. Và bây giờ chúng ta lại phải đi tìm phòng vệ sinh khác thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được sự trợ giúp ở trong phòng này. Ơ, thầy gì ấy? Thầy hiệu trưởng à? Đúng. Đây, vào bảo thầy hiệu trưởng, em mót quá thầy ơi. Trường mình còn cái phòng nào khác không? Phòng vệ sinh nào khác không? Thầy bảo không có đâu em ạ. Em phải tự đi giải quyết thôi em ạ. Ok, đi tiếp hướng này. Úi dồi ôi, chặng đường gì đây? Rồi rồi đấy, đang vận động để chuẩn bị tới với hành trình phòng tí phòng vệ sinh tiếp theo. Để tới được phòng vệ sinh này chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều. Và đây chính là phòng vệ sinh dành cho nhân viên của trường. Ok, kiểu dành cho thầy hiệu trưởng ấy. Ok, chúng ta sẽ đi thẳng vào phòng vệ sinh xịn nhất. Nhưng mà rất nhiều cạm bẫy ở đây, không ổn rồi. Đầu tiên là phải né mấy cái cánh quạt này ra nha. Nào, đừng thổi tôi, đừng thổi, đừng thổi. Rồi gì đây? Ui, vãi cả mấy cục phân này nó trượt từ trên xuống. Đó, né, luồn lách, né hết, né hết. Làm sao mà trượt được? Sao bên này? Chạy thẳng. Úi rồi, né luôn. Ai à? Ơ không sao, không sao, lưu rồi. Rồi tiếp tục chạy qua đây. Cái gì đây? Có mấy cái bánh gì chạy qua này, không biết nữa. Trường học này rất nhiều quái vật và những dụng cụ khổng lồ tấn công chúng ta. Nhưng mà không sao. Nhưng mà không sao. Tiếp tục là chúng ta lại phải vượt qua một cái khu vực toàn là phân bón. Rồi, mình cẩn thận nào. Ok. Quá luôn. Né né hết mấy cái này ra. Đấy rồi. Chúng ta đã có mặt tại phòng vệ sinh của thầy hiệu trưởng xịn nhất trường. Liệu chúng ta vào phòng vệ sinh này có được yên ổn hay không? Chắc chắn là yên ổn. Ôi giời, cái gì đây? Cô giáo bắt được rồi. What the? Chúng ta sẽ phải sử dụng ống thông cống để tấn công cô giáo để đi vào phòng vệ sinh. Cô giáo đang cản mình lại. Không hiểu sao cản lại. Chắc là kiểu ôi, cô giáo triệu hồi cả gì đấy. Ôi cô giáo. Cô giáo bắn cả lửa luôn. Cô giáo biến thành pháp sư luôn rồi anh em ạ. Bắn cả lửa luôn rồi. Ok, ném. Ném. Ừ, nửa cây. Ném bắt vào đầu này. Cho cái ống thông cống vào đầu ấy. Ui cái gì ấy? Laser à? Trường cô giáo đã bật chế độ laser để ngăn cản mình đi vệ sinh rồi anh em ạ. Ok, một phát nữa, một phát nữa. Hai phát nữa. Một phát nữa. Rồi. Vậy cả. Cô giáo bị đống phân rơi vào đầu. Và chúng ta đã đi được vào phòng vệ sinh xịn nhất ngôi trường này. Không gì có thể cản nổi chúng ta. Đấy rồi, thoải mái thôi. Giải quyết được nỗi buồn thôi. Ui, bồn cầu phát sáng luôn. Tuyệt vời. Chúng ta đã đi vệ sinh thành công. Đấy, úi dồi, đi vệ sinh thì mà động đất luôn anh em ạ. Úi dồi. Nhịn nãy giờ khổ. Và chúng ta đã đi vệ sinh xong. Tuyệt vời. Mình đã đi vệ sinh xong anh em ơi. Mặc dù nói thế thì hơi kỳ cục nhưng chúng ta đã thành công. Và nếu anh em thích video này thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại mọi người vào trong những video lần sau. Ui trông quả dáng nhảy trông này, ngáy lọ chưa.